Ôi trời, ô mò, ôi trời, ví dụ là ô mò, nứa chót tò, ôi trời, tối trễ mất rồi, tối muộn mất rồi. Thì cụm từ ô mò, các bạn có thể thốt lên một cách rất là tự nhiên, hoặc là đứng ở vị trí đầu câu. Hoặc là ôi mẹ ơi, hoặc là ôi mẹ ơi, hoặc là ôi mẹ ơi, ôm mai à. Ôm mai à. Ôm mai à. Mẹ ơi, hoặc là trời mẹ ơi, ối mẹ ơi, hoặc là ơi mẹ ơi. Thì bạn có từ ôm mà, có nghĩa là mẹ. Ôm mai à, mẹ ơi, mẹ à. Một cũng là một cái câu than, câu cảm thán. Wow. Hoặc là wow, sẽ là gì? Wow. 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 Thực chất đó là u và oa. Một khi bạn phát âm nhanh sẽ là wow. Wow, có nghĩa là wow, một cái câu cảm thán thể hiện cái sự thích thú ngạc nhiên, ví dụ là gì nhỉ? Wow, dịp bư nè. Wow, đẹp quá. Thật á? Một câu hỏi xác nhận, hoặc cũng có thể là một cái câu thể hiện sự ngạc nhiên. Chín chó. Chín chó. Chín chó. Thật á? Ví dụ là chín chó kiểu đột hết số. Thật á? Thực sự là anh đã kết hôn rồi á? Chín chó. Một câu thể hiện sự ngạc nhiên. Hoặc là thế à? Kureo. 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 Thế à? Thế hả? Thế á? Hoặc là ảo thật đó. Hoặc là thần kỳ thật đó. Các bạn có 진짜 완전 신기해. 진짜 완전 신기해. Ảo thật đó, hoặc là thần kỳ thật đó. 진짜 là thật, thực sự, 완전 là hoàn toàn ấy. 진짜 완전, thực sự là hoàn toàn, 신기해, thần kỳ. Các bạn dịch là gì nhỉ? Ảo thật đấy, ảo thật đó. Các bạn có từ 신기 mang nghĩa là thần kỳ nhé. Tức là chỉ cái sự thần kỳ, ảo diệu, ảo. Thật không đấy? 정말요? 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 Thật không đấy? Các bạn cần chú ý biến âm. 정말요? Thật không đấy? Tức là khi các bạn thấy khó tin, các bạn hỏi lại là có thật không đấy? 정말요? Ôi trời, hoặc là trời ơi trời ạ. Aigu. 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 Có nghĩa là ôi trời, hoặc là ôi trời, hoặc là ôi trời, hoặc là trời ơi trời ạ. À. Ví dụ là Aigu chuketa, trời ơi chết mất thôi. Hoặc là trời, hoặc là ui, hoặc là một cái từ nó rất là gần gũi với giới trẻ hiện nay, đó là từ vãi, là từ hời. 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 Ví dụ là gì nhỉ? Hời, chính xác. Trời, thật á. Thì bạn có từ hời. Nó cũng là một cái từ cảm thán và sử dụng rất là nhiều, thể hiện là gì nhỉ? Ví dụ mang nghĩa là trời, hoặc là ui, hoặc là ôi, hoặc là vãi. Ví dụ ui thật á, hoặc là ôi thật á, hoặc là vãi thật á. Hời, chín chó. Hời, chín chó. Hời, chín chó. Ui thật á, hoặc là ôi thật á. Dạ. Né. 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 Dạ. Ví dụ bạn có từ nè là vâng, các bạn xuống giọng trả lời một cách bình thường, giọng đều đều sẽ là nè, vâng ạ. Nhưng khi các bạn, ví dụ các bạn cần hỏi lại trong trường hợp mà người ta đã nói rồi nhưng các bạn không nghe rõ, các bạn hỏi lại là gì nhỉ? Né. Dạ. Tức là gì nhỉ? Dạ. Anh nói gì cơ? Thì bạn sẽ có lên giọng một chút là né. Né. Khoan đã. Chầm. 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 Khoan đã, hoặc là đợi đã. Bó tay, hoặc là tôi đầu hàng, tôi chịu thua. Thú son thú bay tha tư đất tà. Thú son thú bay tha tư đất tà. Có nghĩa là bó tay. Đây đúng hơn sẽ là gì nhỉ? Tôi bó tay, hoặc là em bó tay, hoặc là tôi giơ tay, tôi đầu hàng. Bạn sẽ có thú son có nghĩa là hai tay. Thú bay hai chân. Tha là tất cả, từ đó ta bạn hiểu là gì nhỉ? Tôi đầu hàng, tôi giơ tay tất cả, tôi đầu hàng, hoặc là tôi giơ cả hai chân hai tay lên, hoặc là
hiểu là tôi bó tay, tôi chịu đấy, tôi không giải quyết được, tôi không làm được. Ví dụ là gì nhỉ? Em có thể giúp anh cái việc này được không? Thì các bạn trả lời rằng 두 손, 두 발, 다 들었다. 다 들었다 là tôi bó tay thôi. Em ơi chán thế. 헐 지루하다. 헐 지루하다. 헐 지루하다. Em ơi chán thế, hoặc là ôi chán thế, hoặc là ôi chán thế, hoặc là vãi chán thế. Các bạn sẽ có một cái câu nữa là gì? Tương đương với aigu. Aigu là trời ơi, thế là oh my god. Oh my god có nghĩa là oh my god, đây là một từ tiếng Anh đấy, mang nghĩa trong tiếng Việt là trời ơi trời ạ. Oh my god hoặc là aigu, aigu hoặc là aigu đều được. Tiếp theo, thì ra là vậy, hóa ra là vậy. 그랬었구나. 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 Thì ra là vậy. Ví dụ, ô tại sao hôm qua cậu không đến bữa tiệc sinh nhật của tớ vậy? Bạn này trả lời rằng xin lỗi nha, hôm qua tớ bị ốm nặng quá, tớ không đến được. Thế thì bạn kia nói là ồ, 그랬었구나. Thì ra là vậy. Chán chết, một câu than phiền cảm thán. 심심해 죽겠다. 심심해 죽겠다. 심심해 죽겠다. Chán chết hoặc là chán chết đi được. Tương tự các bạn sẽ có cái câu là nóng chết mất hoặc là nóng chết đi được. 더워 죽겠다. 더워 죽겠다. 더워 죽겠다. Nóng chết mất. Hoặc là sợ chết đi được. 무서워 죽겠다. 무서워 죽겠다. 무서워 죽겠다. Sợ chết đi được. Cả có 무서워 mà nghĩa là sợ. 죽겠다. Sợ chết đi được, sợ chết mất. Hoặc là mệt chết đi được. 힘들어 죽겠다. 힘들어 죽겠다. 힘들어 죽겠다. Mệt chết đi được. Thì 힘들어 mà nghĩa là mệt, vất vả, khổ sở, khó nhọc. 힘들어 죽겠다. Mệt chết đi được. Cạn lời hoặc là tôi không có gì để nói cả. 할 말이 없다. 할 말이 없다. 할 말이 없다. Cạn lời. Cạn có 한, 할 말. 할 말 có nghĩa là cái lời để nói, lời muốn nói, lời cần nói. 없다 không có, 없다 không có. 할 말이 없다 không có lời gì để nói cả, hoặc là cạn lời. Ví dụ là 할 말이 있어요? Anh có gì muốn nói không? 아니요. 할 말이 없다. Không, tôi không có gì để nói cả. Hoặc dịch là cạn lời. Vô duyên. 채소 없어. 채소 없어. 채소 없어. Vô duyên. 채소 없어 hoặc là 없어요. Vô duyên. Không có duyên ấy. Tào lao hoặc là không thể tin được. 말도 안 돼. 말도 안 돼. 말도 안 돼. Mà nghĩa là gì nhỉ? Tào lao, ví dụ khi ai đó nói cái gì mà các bạn bực mình hoặc là các bạn thấy không thể tin được, các bạn thấy nó phi lý, nó không thể nào các bạn ngờ nó sẽ xảy ra, thì các bạn sẽ nói là 말도 안 돼. 말 cũng cái lời nói đấy, cái lời nói thì cũng 안 돼 cũng không được, các bạn hiểu là, các bạn hiểu là không thể tin được hoặc là tào lao. Ai nói vậy? 누가 그랬어? 누가 그랬어? 누가 그랬어? Ai nói vậy? 누가 ai 그랬어? Đã như thế, ai đã như thế hoặc là ai đã vậy. Hoặc bạn hiểu trong ngữ cảnh sẽ là gì? Ai là người đã nói như vậy? Gì thế này? Bực bội quá, một câu cảm thán. 뭐야 이거 열 받아. 뭐야 이거 열 받아. 뭐야 이거 열 받아. Gì thế này? Bực bội quá. 뭐야 có nghĩa là gì nhỉ? Là cái gì vậy? Gì thế này? Ý có cái này. Yelbata. Các bạn có từ yelbata mà nghĩa là gì nhỉ?
bốc lửa, bốc nhiệt ấy. Yol có nghĩa là nhiệt, bata có nghĩa là nhận, nhận nhiệt các bạn hiểu là tức là chỉ cái sự nóng bức, bực bội trong người. Iko yolbata mà nghĩa là gì nhỉ? Cái này khiến tôi bực mình quá, bực bội quá, bực tức quá. Mùa già, ý co giỏi ba to. Gì thế này, bực bội quá. Hoặc là tức chết đi được, hoặc là bực chết đi được. Giỏi ba to chút kết nè. Giỏi ba to chút kết nè. Giỏi ba to chút kết nè. Tức chết đi được. Giỏi ba to chút kết nè. Hoặc là chút kết tà. Thì ở đây thay bằng từ tà thì cái từ nè, một đuôi câu cảm thán. Tức là các bạn thể hiện trong cái trường hợp là đang rất là bực tức. Ôi, tức chết đi được, bực chết đi được. Chứ sao? 물론이지. 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 Chứ sao? Hoặc là chứ sao nữa? 말 조심해요. 말 조심해요. Cẩn thận lời nói. 말 조심해요. Cẩn thận lời nói. 왜 그렇게 서둘러요? 왜 그렇게 서둘러요? Sao cậu vội thế? 왜 그렇게 서둘러요? Sao cậu vội thế? 왜 là tại sao? 그렇게 là như thế. 서둘러요 mà nghĩa là vội, vội vàng. 널리 양해해 주세요. 널리 양해해 주세요. Mong anh chiếu cố cho, hoặc là mong anh nhượng bộ cho. 널리 양해해 주세요. Mong anh chiếu cố cho. 새치기 하지 마세요. 새치기 하지 마세요. Đừng chen vào hàng. 새치기 하지 마세요. Đừng chen vào hàng. Các bạn có xe chi ghi ha ta mà nghĩa là chen ngang, tức là chen ngang vào hàng đấy. Chi ma xe yo mà nghĩa là đừng. Xe chi ghi ha chi ma xe yo. Đừng chen vào hàng, đừng chen ngang. Quý cha na chúc kết sở yo. Quý cha na chúc kết sở yo. Phiền chết đi được. Quý cha na chúc kết sở yo. Phiền chết đi được. 소리 좀 낮추세요. 소리 좀 낮추세요. Nói nhỏ thôi. 소리 좀 낮추세요. Nói nhỏ thôi. 배가 부릅니다. 배가 부릅니다. No bụng là tôi no rồi. 배가 부릅니다. No bụng. 아주 화나요. 아주 화나요. 아주 화나요. Tôi rất bực. 아주 화나요. Tôi rất bực. 아주 là rất. 화나다 là động từ mà nghĩa là bực, bực bội hoặc là tức giận. Chia theo đôi yo là 화나요. 아주 화나요. Tôi rất bực. 유감네요. 유감네요. Tiếc quá nhỉ, hoặc là tiếc quá. 유감네요, tiếc quá. Cả có từ 유감 mà nghĩa là cái sự tiếc nuối, tiếc. 네요 đôi câu cảm thán, các hiểu là tiếc thật đấy, hoặc là tiếc quá nhỉ. 유감네요, tiếc quá. 좀 자제합시다. 좀 자제합시다. Hãy kiềm chế một chút. 좀 자제합시다. Hãy kiềm chế một chút. Cậu có từ 자제하다 là kiềm chế. 비읍시다 đưa câu mệnh lệnh từ nhỉ. Chúng ta gọi là chúng ta hãy kiềm chế một chút đi. 좀 là một chút. 좀 자제합시다. Hãy kiềm chế một chút. Có thể là trong lúc đang rất là bực bội vì một cái việc gì đó xảy ra, tất cả mọi người đều bực bội, thì một cái người kia bảo là gì nhỉ? Thôi chúng ta hãy kiềm chế một chút đi. 좀 자제합시다. 비읍시다, cái đôi câu mệnh lệnh rủ re, cả người nói và người nghe cùng thực hiện. Tức là khi mà nói là hãy kiềm chế một chút, tức là gì nhỉ? Tôi cũng kiềm chế và anh cũng hãy kiềm chế một chút đi. 읽어봐요. 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 Đọc thử xem.
읽어봐요. đọc thử xem. Các bạn có 읽다 là đọc. Còn cái động từ mà chia theo đuôi a là o gắn với 보다 ấy, mà nghĩa là thử làm cái gì đó. 읽어봐요. Đọc thử xem. 꺼져. 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 Biến đi. 꺼져. Biến đi. Các bạn có 꺼져 một cái đuôi câu rất là gay gắt. Tức là khi muốn đuổi một ai đó các bạn dùng 꺼져, biến đi. Một cách rất là gay gắt. Còn thông thường các bạn chỉ cần nói là gì nhỉ? 저리 가세요. Hãy đi ra chỗ khác đi. 열 받게 하지 마. 열 받게 하지 마. Đừng làm tôi nóng lên nha. 열 받게 하지 마. Đừng làm tôi nóng lên nha. Tức là đừng làm tôi phải nóng, đừng làm tôi phải bực mình. Các bạn có từ 열 có nghĩa là nhiệt đấy. 열 받다 các bạn hiểu là gì nhỉ? Nhận nhiệt hoặc là tăng nhiệt. 열 받게 하다 tức là gì nhỉ? Làm nóng. Tức là làm bốc nhiệt hoặc là bốc hỏa lên ấy. Chi mà là đừng. 열 받게 하지 마. Đừng làm tôi nóng lên nha. Tức là đừng làm tôi phải bực mình nha. Như vậy vừa rồi là 40 câu ngắn. Các câu này thì các bạn thấy rằng rất là dễ để sử dụng. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.